Nếu như mà chúng ta đang ở số 5, tức là hai người không có ngưỡng mộ nhau, cũng không truyền cảm hứng cho nhau, chỉ sống với nhau như những người bạn vì những mục tiêu chung. Để lên vị trí số 7 thì chúng ta đầu tiên chúng ta phải trở thành cái con người truyền cảm hứng cho người kia. Tức là chúng ta phải phát triển để mà truyền cảm hứng cho người kia, tức là nhảy lên vị trí số 6 đã. Được không ạ? Tức là từ đang số 5 chúng ta đang ở số 5 là hai người bình thường, không có ai hơn ai cả. Hai người đều giỏi, hai người đều kiếm tiền tương đương nhau. Thì việc của mình đó là mình phải phát triển hơn đã. Còn nó đang đứng im đấy thì kệ nó. Mình phải phát triển hẳn lên đã, mình phải nhảy lên vị trí số 6. Được chưa ạ? Để nó ngưỡng mộ mình. Mình phải kiếm được nhiều gấp 10 lần nó. Mình phải kiếm được gấp 10 lần nó. Được chưa ạ? Sau đó là mình kéo nó lên. Mà nó nhất định không chịu lên thì làm sao ạ? Thì nó rơi xuống vị trí số mấy ạ? Vị trí số 4. Đấy, được chưa ạ?